con ngọt nè mà ngày ni dương mà hôp chờ muối nâng mực kriêm ăn mà đong muối muối chuột men men chuột ấy chuột không muối chuột làm món lo bà hô bà ba sao đó là bê mà hô bà nghiệt mà đóng có chứ ngành ngay mở về đúng mật hiểm như vị thầu mùi chúa ngành hôm nay hình là tập bia chuyện hồi kim tới dây bằng con mùi nóng à ừ, sủi nhau một con sửa suối mẹ phải ngay mặt kề nó hút lên lấy nhá à tầm mùi ấy lần trong cho ai đó và tình chùn ta ta dây dây ấy là mà bọn nó ta ta dây dây đang còn hộp vào chọc kia mẹ và dân hộp chọc kia mình nói chứ ngành nắng ngắp bởi dân gì nhẹ hộp mùi tật nào chu ấy nó nó bớt để cho anh khai một chuyện Hãy
nhau mà không cô ạ. Dân hôm là bán nắng xuống lắm mà dân trong đào prey rồi cả tàu na ấy dân ca pi đến ha đạm mà hôm na cũng ơi ôi á thở làm hôm mực hiểm nó ngất ngang nó hay là chết ôi gì xuống rồi thôi là tam khuôn bạn tam khuôn thôi cường khai mấy em nó ngay bông ngay bông phôi mà thay trong cường khai mà khơi người khai mấy nè tại nhà nắng máu thôi chụp một anh hố vẫn lo muộn bị ấp sốc ấy tăng nhà mình lâu này ngay nhé ai đó lỡ dừng ở con bông phôi là ở kia bông phôi à bye bye, bye.